căn nhà nhỏ được cất lên đến nay ngót 20 năm. Màu thời gian phủ đầy trên từng ngóc ngách, nhưng lại trở thành nơi nương nhờ cho từng cánh lan rực rỡ. Cũng như trong gian khó, sự học vẫn ngày ngày được chắc chiêu, để rồi bông hoa của tri thức ươm mầm chờ ngày khoe sắc. Phượng nở đỏ rực góc sân trường, báo hiệu thời gian chạy nước rút kết thúc năm học của cô cậu học trò đã đến. Thời điểm này, Ngọc Nhi và các bạn tập trung cao độ trong từng tiết học, quyết đạt thành tích cao. Bởi năm nay là năm bản lề để em bước vào năm cuối cấp với bao hoài bão. Đây là tiết học thể dục hiếm hoi Ngọc Nhi tham gia học tập trong hơn một năm nay, kể từ khi bệnh giãn tĩnh mạch mãn tính trở nặng. Bệnh ập đến với em vào năm lớp 5, từ đó em phải hạn chế vận động và thôi học thể dục. Đầu năm 11 vừa rồi, sức khỏe cải thiện, em xin mẹ và thầy tham gia rèn luyện các bài tập nhẹ để hòa nhịp cùng các bạn trong lớp. Đôi chân tuy có phần không nhanh nhẹn, nhưng không bao giờ Ngọc Nhi cho phép mình dừng lại. Đi chậm cũng được, nhưng em phải đi để bước đến tương lai. Đối với bạn Nhi thì trong cái giờ tập thể dục là bạn Nhi rất là phấn khởi, tham gia tích cực. Tuy rằng tình trạng sức khỏe của bạn Nhi là ít cái vận động và bạn bị giãn cái tĩnh mạch, là bạn chỉ được vận động những cái động tác nhẹ. Và bạn Nhi cũng cố gắng học để hoàn thiện cái một nội dung mà giáo viên bộ môn đưa ra. Ban đầu em cũng có ý định là sẽ nghỉ học đi làm phụ giúp cho gia đình. Nhưng mà sau khi em đi làm thử một thời gian thì em mới biết là những cái công việc đó nó đã quá sức với em. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của em thì em không thể nào làm những cái công việc nặng nhọc như vậy hoặc là hơn như thế nữa. Những cái công việc đó cũng rất là bấp bênh, cho nên là em mới quyết định là học cho đến cùng để sau này có một cái công việc ổn định, nó sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống của em và kể cả phụ giúp cho gia đình nữa. Sức mạnh để Ngọc Nhi vượt qua bao trắc trở, vững tin tiến về phía trước là bởi sau lưng em luôn có một niềm tin. Để có tiền cho Nhi theo đuổi chuyện học hành, gần 10 năm nay, anh Cầu với nghề phụ hồ chưa từng dám nghỉ làm một ngày nào. Mỗi ngày làm, anh được trả hơn 200 ngàn. Số tiền này anh dành ra một khoản chạy chữa thuốc men cho con gái, còn lại để trang trải sinh hoạt trong ngoài và cho con được đến trường. Thương cho hoàn cảnh của gia đình nhỏ, mà hễ có việc là bà con trong xóm lại kêu anh đi làm. Nhờ vậy, trang sách của các con anh mới được tiếp nối đến tận ngày hôm nay. Nói chung là cuộc sống hồi nào giờ gia đình thì không có gượng gãy, nhưng mà cuộc sống lúc nào nó cũng khó. Nhưng mà mình phải cố gắng mình vượt qua, tại vì mình lúc nào mình là một cái trụ cột cho gia đình, mình gắng làm để mình tạo dựng cái tương lai cho con của mình thôi, chứ ngoài ra mình đâu có khi nào mà mình bỏ cuộc được. Dù khó khăn cỡ nào cũng phải gắng làm. Vượt qua đấy mình làm, mình lo cho con mình nó ăn học, cho nó vui, cho nó an tâm, để cho nó học chứ không có làm cho nó buồn, để nó suy nghĩ tới cha mẹ nó mà nó chán nản trong cái cuộc học, mà không có để cho con làm gì được. Dù khó cỡ nào mình cũng phải ôm bụng mình chịu, nhưng mà mình phải khuyên con mình phải gắng là cố gắng học để sau này có cái tương lai, cái sự nghiệp của mình. Giọt mồ hôi của cha làm trang sách của đứa con hiếu thảo như Ngọc Nhi thêm phần ngời sáng. Không đầu hàng trước số phận, em đi tìm lời giải cho nghịch cảnh như cách em say mê tìm đáp án cho những bài toán khó. Trải qua bệnh tật và cuộc sống vất vả, em sợ sau này sẽ khó đảm đương những công việc nặng nhọc và chịu cảnh bấp bênh như cha mẹ. Vì vậy, em phấn đấu học hành với hy vọng sẽ tìm được công việc vừa sức, ổn định hơn để lo cho bản thân và gia đình. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ giúp cô lớp phó học tập này giữ vững danh hiệu học sinh giỏi hơn 10 năm qua.
Kỳ thi đầu vào lớp 10 năm rồi, điểm số em đứng nhất khối. Đây là minh chứng và cũng là món quà thiết thực nhất mà em có thể làm để dành tặng cho bao hy sinh nhọc nhằn của đấng sinh thành. Em yêu thích những cái môn tự nhiên, những con số, đặc biệt là nó cũng dính với lại ước mơ của em nữa. Ước mơ của em là đi vào ngành kinh tế, và trong kinh tế đó em muốn học quản trị kinh doanh. Em sẽ học hoàn thành tất cả chương trình phổ thông, sau đó thì em sẽ học thêm trên các trang mạng, bài báo, mở rộng thêm kiến thức bên ngoài, phần vận dụng cao. Khi gặp những bài toán hóc búa, cả những khi mệt mỏi chùng bước vì xót xa không muốn cha mẹ cực khổ, Hương Lan lại thoảng đưa theo gió giúp em lấy lại động lực. Cha hay nói, Lan có thể đơm hoa từ đá thì các con cũng phải thành công ngay trong nghèo khó. Để có tiền trang trải cho gia đình, san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng, chị Thúy em lãnh khung về đan nón lá, cũng có thêm thu nhập cho con mua tập, mua viết. Là phụ nữ, chị hiểu rõ những cơ cực mà các con đang trải qua. Thương con gái lớn, hạnh phúc chưa được bao lâu lại phải lỡ dở một lần đò. Thương nhất là lúc nhìn Nhi mang bệnh mà không tiền chạy chữa. Bao lần chị Thúy em cũng tự trách mình, nhưng nhìn đi nhìn lại, anh chị đâu có gì để bán ngoài sức lao động và tình yêu dành cho con vô hạn. Vậy là việc gì cũng được, chẳng cần biết tiền ít hay nhiều, miễn chân chính là anh chị đều làm, cho các con thực hiện ước mơ tri thức. Nó học tới đâu thì mình cứ cho nó học tới đó. Hy vọng nó là sẽ học được thành tài, và sau này nó lo được cái trang trải cuộc sống của nó khỏe hơn mẹ nó bây giờ. Ngọc Nhi rất thương mẹ, thấy mẹ làm việc gì em cũng xin theo phụ. Những hôm mẹ ra vườn cắt rau, em đỡ đần cho mẹ đôi phần. Nhà khó khăn, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình hẫng hụt. Bởi với em, tình yêu thương của cha mẹ giúp em cảm thấy đủ đầy vạn lần. Ban đầu em cũng có ý định là sẽ nghỉ học đi làm phụ giúp cho gia đình. Nhưng mà sau khi em đi làm thử một thời gian thì em mới biết là những cái công việc đó nó đã quá sức với em. Em với tình trạng sức khỏe hiện tại của em thì em không thể nào làm những cái công việc nặng nhọc như vậy hoặc là hơn như thế nữa. Những cái công việc đó cũng rất là bấp bênh, cho nên là em mới quyết định là học cho đến cùng để sau này có một cái công việc ổn định, nó sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống của em và kể cả phụ giúp cho gia đình nữa. Trước đây cuộc sống gia đình khó khăn, anh chị đành xa quê lên thành phố làm công nhân, gửi con gái đầu lòng cho ông bà ngoại trông coi. Đến khi Nhi chào đời, hai người khăn gói về quê với quyết tâm làm lại từ đầu. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, miễn là không bôn ba xứ người. Dành dụm được ít tiền, cộng thêm có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, căn nhà này được dựng lên với hy vọng mang những yêu thương chở che cho những mầm non được tươi tốt. Dải dầu bao mùa mưa nắng, từng vách lá giờ liêu xiêu, từng mảng tường cột nhà đã bám riêu. Nhưng cũng từ những vết nứt này, những nhành lan có nơi cắm rễ, vươn mình khoe sắc.
sức mạnh của tình yêu thương mang lại sức sống diệu kỳ. Cách mà cha của Nhi chăm bón, dung trồng cho loài lan này cũng như cách anh đang gồng gánh những thiếu thốn để con gái có được đủ đầy. Mỗi lần nhìn hình ảnh hoa lan vươn ra từ đá, Nhi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa, để một ngày em cũng sẽ được tỏa sáng và thành công. Đây có lẽ là món quà ngọt ngào nhất để em đáp lại những chở che, niềm tin của cha đã dành cho em. Đồng hành em bước qua khó khăn, hướng đến ngày mai tươi sáng. Học bổng qua lúa kỳ 246 đến trường Trung học Phổ thông Chim Thành Tấn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trao suất học bổng trị giá 20 triệu đồng từ sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang cho em Nguyễn Ngọc Nhi, học sinh lớp 11 CB5 của trường. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tặng em giấy khen khích lệ tinh thần học tập. Ban giám hiệu, quý thầy cô dành tặng nhiều phần quà tiếp sức cô học trò nhỏ. Được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tin rằng Ngọc Nhi sẽ luôn mạnh mẽ như đã từng, chờ ngày đá đơm bông.